Chào mừng tất cả quý khách hàng đến với shop Khánh Ngọc Hàng Thùng. Em kính chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình ạ. Người theo dõi video của em có nhu cầu tư vấn đặt hàng thì liên hệ cho bên em vào số hotline trên màn hình hoặc nhắn tin gọi điện vào số 0948 241055 để em được tư vấn và gửi đơn đi cho mọi người ạ. Còn mọi người theo dõi video, những ai chưa có đăng ký kênh, vui lòng ấn vào nút đăng ký để không bỏ lỡ các video em lên hàng ngày ạ. Tối hôm nay thì em sẽ lên mã áo polo dài tay, toàn bộ là hiệu của Nhật ạ. Hôm nay thì em cũng tuyển chọn những cái em polo dài tay, chất nhẹ nhàng, mỏng mát, rất là phù hợp các anh chú mình mặc ở cái thời tiết hiện tại các anh chú ạ. Tất cả các đơn hàng của em ngày hôm nay thì em sẽ bán đồng giá là 120k một sản phẩm và em sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi mọi người mua từ hai sản phẩm ạ. Còn mọi người mua một sản phẩm thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em là 23.000 ạ. Và những cái em áo này thì em cũng đã giặt là rất là cẩn thận rồi ạ. Mọi người nhận hàng có thể sử dụng luôn cũng được ạ. Không để mọi người chờ đợi lâu nữa thì em sẽ đi vào giới thiệu từng sản phẩm của ngày hôm nay. Em lên mã đầu tiên sẽ là mã G1, vai 47, bụng 50 và dài 75 nhé. Vai 47, bụng 50 và dài 75 ạ. Một em polo màu hồng các anh chú ơi. Một em hiệu polo này, form size M các anh chú nhé. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Em này thì chất của nó thì khá là dày dặn ạ. Nhưng mà rất là mềm mại các anh chú nhé. Nó có logo được thêu ở trước ngực này. Là một em thương hiệu của Mỹ các anh chú nhé. Phần tay của nó thì sẽ là bo tay như này nhá. Độ mới còn cao lắm, cực kỳ ngon lành luôn ạ. Cái tông màu thì rất là nổi và trẻ trung này các chú này. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên và sau sẽ trùng hơn vạt trước nhá. Em này độ mới 90% cho em ạ. Chất siêu đẹp luôn ạ. Chất khá là dày dặn nhá, cực kỳ mịn màng và mềm mại luôn. Mã G1, vai 47, bụng 50 và dài 75 nhá. Giá 120.000 các chú ơi. Em lên mã G2, vai 42, bụng 49 và dài 66. Vai 42, bụng 49 và dài 66 ạ. Một em polo màu trắng này. Một em hiệu của nhà Callaway nhá. Em này cũng thuộc form size M các chú ơi. Nó có logo được thêu ở trước ngực này. Và toàn bộ áo cũng sẽ có cái họa tiết hiệu ngay chú nhá. Chất em này sẽ là 100% cốt tông. Rất là mềm mại, nhẹ nhàng. Cực kỳ phù hợp các chú mình mặc cái thời tiết hiện tại đấy ạ. Tay thì nó sẽ không có bo tay nhé, tay là tay suông này các chú ơi. Chất siêu đẹp luôn, rất là mềm mại, nhẹ nhàng. Tông màu của nó cũng cực kỳ sang đây ạ. Độ mới em này cũng trên 90% cho em nhé. Vai 42, bụng 49 và dài 66 ạ. Giá 120.000 thôi các chú ạ. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Form size M các chú nhé. Made in Myanmar và là hàng xuất Nhật đấy ạ. Em lên mã G3, vai 47, bụng 50 và dài 70 ạ. Vai 47, bụng 50 và dài 70. Một em polo phối kẻ ngang các chú nhé. Tông màu của nó thì cũng rất là trẻ trung. Có thiết kế túi ngực đấy ạ. Em này thuộc form size L các chú ơi. Tay thì có bo tay này. À, bo tay rất là ngon lành luôn. Độ mới trên 90% nhé. Chất này thì là chất cốt tông, mềm, mỏng, mát, nhẹ nhàng. Rất là phù hợp các chú mình mặc với thời tiết hiện tại này. Sáng ngày ra hay buổi tối các chú mình đi tập thể dục thể thao ấy, mặc cái em polo nhẹ nhàng này rất là phù hợp luôn ạ. Một em tác mác của Nhật, cúc phụ đi kèm đầy đủ nhá các chú nhá. Vai 47, bụng 50 và dài 70 ạ. Giá 120.000 các chú ơi. Em lên mã G4, vai 49, bụng 52 và dài 66. Vai 49, bụng 52 và dài 66 ạ. Một em polo màu trắng, chất sẽ là chất poly nhá. Chất này thì cũng cực kỳ nhẹ nhàng, mềm mại ạ. Nó thiết kế túi ngực các anh chú nhá. Tay thì có bo tay này. Tay được phối bo tay này các anh chú nhá. Chất cực kỳ mềm mại, nhẹ nhàng luôn ạ. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Xẻ vạt hai bên bằng nhau. Một em tác mắc của Nhật đây. Form size L đây các anh chú ơi. Mặc em này thì siêu nhẹ nhàng rồi. Các anh chú mình mặc chơi thể thao này. Rất là nhẹ nhàng, phù hợp vì cái thời tiết hiện tại các chú ạ. Em lên mã G5 ạ. Vai 45, bụng 48 và dài 68. Vai 45, bụng 48 và dài 68. Một em polo màu xanh phối kẻ ô nhá. Chất của nó cũng sẽ là chất cốt tông nhẹ nhàng, mỏng mát các chú ạ. Một em thương hiệu kẻ ô này, form size M nhá. Một thương hiệu rất là quen thuộc. Có túi ngực đây ạ. Phần túi sẽ có cúc cài và có logo thương hiệu được thêu. Tay của em này thì sẽ thiết kế cúc cài nhá, giống kiểu áo sơ mi ấy,
rất là đẹp luôn ạ. Độ mới cũng cao các chú nhá. Nó cũng sẽ không thiết kế xẻ vạt đâu ạ. Tác mác của Nhật. Chất của em này cũng là chất cốt tông, rất là mềm mại, nhẹ nhàng. Màu sắc cũng rất là đẹp này các chú này. Cái tông màu rất là nhã nhặn, trẻ trung. Vai 45, bụng 48 và dài 68 ạ. Cho nên mã G6. Vai 48, bụng 52 và dài 63. Vai 48, bụng 52 và dài 63. Và một em polo với cái màu xanh ghi các chú ạ. Form size M nhá. Hiệu của nhà Lightscope này các chú này. Có túi ngực đây ạ. Phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu đây nhá. Chất của em này cũng như chất dệt đấy. Chất dệt rất là đanh sợi vải và mềm mại vô cùng. Tay nó cũng sẽ thiết kế bo tay đây các chú nhá. Nó không có xẻ vạt đâu ạ, không thiết kế xẻ vạt hai bên. Một em tác mác của Nhật, một em tác mác của Nhật đây. Tông màu này thì cũng rất là nhã nhặn, lịch sự và khỏe khoắn này các chú này. Độ mới cao nhé, không hề có lầm lỗi gì đâu các chú, mình cứ yên tâm nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Đây, nó sẽ phối kẻ sọc này đây, rất là sang và lịch sự luôn các chú này. Giá chỉ có 120.000 thôi ạ. Vai 48, bụng 52 và dài 63 nhé. Em lên mã G7. Vai 51, bụng 55 và dài 64. Vai 51, bụng 55 và dài 64. Và một em polo phối kẽ ô với tông màu hồng hồng nhá. Màu hồng tím các chú ạ. Em này thuộc form size L này, có túi ngực các chú nhá. Phần túi sẽ được thêu cái logo hiệu. Chất của nó cũng sẽ là chất cốt tông rất là nhẹ nhàng, mỏng mát. Tay thì nó có bo tay này. Tay phối viền bo tay. Còn ngon lành lắm luôn các chú ạ. Chất siêu mềm nhẹ nhàng rồi ạ. Em này thì sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Cái tông màu của nó thì cũng rất là đẹp này, rất là trẻ trung luôn các chú ơi. Đặc biệt cái chất liệu em ngày hôm nay em tuyển chọn những cái em chất cốt tông nhá, rất là nhẹ nhàng, mềm mỏng mát cực kỳ. Vai 51, bụng 55 và dài 64 ạ. Thì cho chú mình từ 50 đến 60 cân, người không quá cao ấy thì mình mặc em này. Mã G8, vai 47, bụng 50 và dài 71. Vai 47, bụng 50 và dài 71 ạ. Một em polo phối kẽ ngang các chú nhá. Chất của em này cũng sẽ là chất cốt tông, rất là mềm mại, nhẹ nhàng, mỏng mát các chú ơi. Em này có túi ngực nhá, có logo được thêu ở phần túi này, thuộc form size L các chú ạ. Chất của nó siêu đẹp luôn ấy, tay nó có phối viền bo tay, rất là ngon lành luôn này các chú. Nó không thiết kế xẻ vạt hai bên đâu các chú nhá. Tác mác của Nhật đây ạ. Em này thì phục cái chú mình từ 45 đến 50 tuổi trở lên ấy. Cái tông màu rất là nhã nhặn luôn. Đặc biệt chất của nó thì siêu đẹp luôn ấy. Các anh chú mình cứ nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé. Độ mới cao, chất siêu đẹp. Cái chú mình mặc thời tiết thu đông cũng rất là hợp này. Trời lạnh mình có thể mặc em này và khoác thêm một em áo gió, áo khoác bên ngoài cũng rất là ok nhá. Giá chỉ có 120.000. Em lên mã G9. Vai 44, bụng 50 và dài 74. Vai 44, bụng 50 và dài 74. Một em polo phối kẽ ngang đấy chú ạ. Chất của nó cũng sẽ là chất cốt tông, rất là nhẹ nhàng. Một em hiệu của Golden Beer, form size L đấy chú ạ. Có thiết kế túi ngực nhá. Phần túi cũng sẽ được thêu cái logo tác mác hiệu này. Tay của nó thì sẽ là bo tay và được phối cái màu màu đen ghi này các chú ạ. Nó phối đồng màu với màu cổ áo nhá. Đây, cái tông màu rất là tôn da. Chất thì nó siêu nhẹ nhàng và mát mẻ rồi ạ. Vạt nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Tác mác của Nhật đây các anh chú ạ. Vai 44, bụng 50 và dài 74 nhá. Giá chỉ có 120.000 thôi ạ. Em này thì dành cho các chú mình bóc dáng body từ nặng từ 60 đến 70 cân thì mặc vừa đẹp đấy ạ. Giá chỉ có 120.000 thôi ạ. Em lên mã G10. Vai 46, bụng 52 và dài 70. Vai 46, bụng 52 và dài 70 ạ. Một em polo màu xanh da trời nhạt đấy chú nhá. Form size L này. Em này thì còn mới này, còn nguyên tang mát đấy các chú ạ. Có túi ngực nhá, phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu này. Chất cốt tông tổ ong, rất là mềm mại, nhẹ nhàng các chú ơi. Tay nó có bo tay. Em này thì còn mới nguyên, chưa qua sử dụng nhá. Nó không thiết kế xẻ vạt đâu ạ.
không thiết kế xẻ vạt tát mát của Nhật đây các chú ạ. Đây, cái tông màu xanh da trời nhạt thì cũng rất là dễ mặc rồi các chú ơi. Mặc em này thì tôn da cực kỳ nhá. Chất của nó thì rất là mềm mại luôn ấy. Vai 46, bụng 52 và dài 70 nhá. Giá chỉ có 120 ngàn một em polo cực kỳ xịn sò như thế này. Quá là đẹp và rẻ đúng không ạ? Em lên mã G11. Vai 47, bụng 52 và dài 62. Vai 47, bụng 52 và dài 62. Một em polo màu đen hiệu của nhà Kappa cái chú ơi. Một em Kappa này. Em này có túi ngực và phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu nhá. Phần cổ thì sẽ có thiết kế khóa kéo đấy ạ. Đây cái phần khóa của nó cũng sẽ được dập cái chữ logo hiệu này. Cổ được phối cái viền màu trắng nhá. Là tạo nên điểm nhấn cho cái áo rất là sang và lịch sự luôn ạ. Chất của em này thì sẽ là chất cốt tông. Tay nó cũng sẽ bo tay này cái chú này. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt một chút xíu thôi ạ. Em này thì dành cho chú mình từ 50 đến 60 cân nhá. Mà cao dưới 1m7 ấy, thì mới mặc vừa thôi ạ. 1m65 trở xuống ấy, thì mới mặc vừa. Thì độ dài của nó có 62 thôi các chú ạ. Độ mới cao nhá. Chất siêu đẹp và xịn sò luôn ạ. Một thương hiệu rất là nổi tiếng. Vai 47, bụng 52 và dài 62 nhá. Giá chỉ có 120 ngàn. Em lên mã G12. Vai 47, bụng 52 và dài 70. Vai 47, bụng 52 và dài 70. Một em polo phối kẻ ngang. Cái tông màu rất là đẹp, rất là trẻ trung. Em này thì sẽ thiết kế túi ngực này. Phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu các chú nhé. Một em Kappa Sport Form Size L này các chú này. Chất của nó cũng sẽ là chất cốt tông. Rất là mềm mại, nhẹ nhàng các chú ơi. Tay nó có phối bo tay, viền bo tay này. Nó không thiết kế xẻ vạt đâu ạ. Không có xẻ vạt. Độ mới cao các chú nhé. Cái tông màu của nó thì rất là đẹp này. Mặc kỳ tôn da và trẻ trung luôn ạ. Độ mới trên 90% cho em nhé. Vai 47, bụng 52 và dài 70 ạ. Mã G13. Vai 41, bụng 49 và dài 66. Vai 41, bụng 49 và dài 66 ạ. Một em polo màu đỏ các chú ơi. Một em polo màu đỏ đô form size M nhé. Nó sẽ thiết kế túi ngực đây ạ. Phần cổ thì cũng sẽ có hai cái cúc này, rất là lịch sự luôn. Em này thân sau của nó thì nó thiết kế giống kiểu áo sơ mi các chú nhá. Có đường trang trí và có ly ở giữa đây. Chất của nó cũng sẽ là chất cốt tông tổ ong. Em này thì khá là dày dặn ạ. Tay của nó cũng sẽ thiết kế giống kiểu áo sơ mi này, có cúc cài các chú ạ. Nó có xẻ vạt hai bên bằng nhau. Một em hiệu của Nhật form size M các chú nhá, cúc phụ đi kèm đầy đủ ạ. Tông màu đỏ đô, rất là trẻ trung và sang lịch sự luôn ạ. Chất của em này thì khá là dày dặn nhé các chú nhé. Vai 41, bụng 49 và dài 66. Em lên mã G14. Vai 46, bụng 48 và dài 63. Vai 46, bụng 48 và dài 63. Em polo màu đen. Form size L các chú ơi. Form size L nhá. Ôi chất của em này xịn sò cực kỳ luôn. Nó rất là mềm mại ấy, mà nó mềm mại và nó có độ co giãn siêu nhiều và thoải mái này các chú này. Phần tay của nó thì không có bo tay nhá, tay là tay suông đây ạ. Em này thì cũng có thiết kế xẻ vạt hai bên. Chất cốt tông cực kỳ mềm mại. Mặc thì thích vô cùng luôn đấy chú này, nó có độ co giãn siêu nhiều. Chất cực kỳ mềm mại luôn ạ, rất là dễ mặc nhá. Tông màu đen là cái tông màu cơ bản rồi. Em này thì cũng form size nhỏ thôi, dành cho chú mình từ 50 đến 60 cân thì mặc vừa đẹp em này ạ. Vai 46, bụng 48 và dài 63 nhá. Giá 120 ngàn một em polo rất là xịn sò. Em lên mã G15. Vai 44, bụng 49 và dài 66. Vai 44, bụng 49 và dài 66 ạ. Và một em polo với tông màu be các chú ạ, form size M nhá. Em này thì sẽ thiết kế túi ngực này. Và phần túi và cái phần cúc này thì được phối lẻ, phần cổ nữa phối lẻ cái vải sơ mi kẻ caro. Rất là đẹp. Chất của em này thì sẽ là chất cốt tông tổ ong, chất này thì khá là dày dặn. Tay nó có bo tay đấy các chú này. Vạt nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên một chút xíu nhá. Chất em này thì khá là dày dặn nhá. Là một em tag mark của Nhật và có cúc phụ đi kèm đầy đủ ạ.
Màu sắc của nó cũng rất là đẹp đấy các chú ơi, màu tôn da cực kỳ luôn ạ. Tuy nhiên em này cũng thuộc form size nhỏ thôi, dành cho các chú mình từ 48 đến 55 cân thì mới mặc vừa đẹp em này nhá. Vai 44, bụng 49 và dài 66 ạ. Độ mới cao cho em nhé. Chất của em này thì khá là dày dặn, phù hợp với chú mình mặc vào thời tiết thu đông các chú ạ. Em lên mã G16, vai 43, bụng 49 và dài 69. Vai 43, bụng 49 và dài 69. Em polo màu xanh đen các chú ạ. Màu xanh than. Có thiết kế túi ngực các chú nhé. Và phần giữa ngực này nó có đường lai màu trắng này. Đó. Chất của nó sẽ là chất cốt tông giấy, siêu nhẹ nhàng, mềm mại. Tay thì nó có phối viền bo tay đấy các chú ơi. Em này thì dành cho các chú mình form size từ 60 đến 70 cân thì mặc đẹp nhé. Chất siêu nhẹ nhàng và mềm mại luôn ạ. Tác mác của Nhật. Này, chất em này rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng, mỏng mát nhé. Vai 43, bụng 49 và dài 69. Em này thì dành cho các chú mình trung tuổi này mặc rất là phù hợp luôn. Cái tông màu của nó rất là nhã nhặn, lịch sự. Nó lên mã G17 ạ. Vai 47, bụng 51 và dài 66. Vai 47, bụng 51 và dài 66 ạ. Một em polo với tông màu xanh than. Form size L các chú nhé. Có thiết kế túi ngực này, có logo được thêu nhé. Em này chất của nó sẽ là chất poly và nó sẽ được phối cái vải lưới này. Chất của nó rất là mềm mại và nó có độ co giãn cực kỳ thoải mái luôn nhé. Chất của nó thì cũng khá là dày dặn đấy ạ. Tay có phối viền bo tay này. Màu tông màu này thì rất là dễ mặc rồi ạ. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau các chú ơi. Tác mác của Nhật. Tông màu cơ bản rất là dễ mặc, dễ phối đồ nhá. Phù hợp cái chú mình trung tuổi ấy, mặc rất là sang, rạch sẽ. Vai 47, bụng 51 và dài 66 nhá. Giá 120 ngàn, độ mới cao cho em nhá. Các chú mình cứ yên tâm nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Chất của em này thì khá là dày dặn đấy. Tiếp theo em lên mã G18. Vai 49, bụng 54 và dài 75. Vai 49, bụng 54 và dài 75. Một em polo màu trắng đấy chú ạ. Một em hiệu của nhà Galison. Có thiết kế túi ngực các chú nhá. Phần túi sẽ được thêu cái logo hiệu đấy các chú này. Và nó được phối cái vải sơ mi kẻ caro. Chất sẽ là chất cốt tông. Chất cốt tông mềm mỏng mát nhẹ nhàng các chú ơi. Tay nó có phối viền bao tay này. Độ mới cao nhá, mới trên 90% cho em ạ. Nó không thiết kế xẻ vạt hai bên đâu các chú ạ. Tác mác của Nhật đây. Vai 49, bụng 54 và dài 75 nhá. Em này dành cho chú mình từ 60 đến 70 cân thì mặc vừa đẹp ạ. Chất cốt tông rất là mềm mỏng mát nhẹ nhàng các chú nhá. Em lên mã G19 ạ. Vai 42, bụng 50 và dài 65. Vai 42, bụng 50 và dài 65. Và một em polo màu xanh lam các chú ơi. Xanh than. Có logo hiệu được dập ở phần cổ này đây ạ. Em này thuộc form size M nhé. Có túi ngực. Chất là chất poly. Rất là mềm mại, thông thoáng. Đây, nó sẽ là cái vải lưới nhé. Tay nó có phối viền bo tay các chú nhé. Đây, còn rất là ngon lành luôn ạ. Chất siêu mềm mại. Phù hợp cái chú mình mặc thời tiết thu đông nhé. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Rất là phù hợp cái chú mình ở miền Bắc, miền Trung thì mặc thời tiết thu đông. Còn cái chú miền Nam thì có thể sử dụng làm em áo chống nắng. Cũng rất là mềm mại, nhẹ nhàng. Vai 42, bụng 50 và dài 65 ạ. Tông màu xanh than là cái tông màu quốc dân, tông màu cơ bản. Rất là dễ mặc rồi ạ. Em lên mã G20. Vai 45, bụng 51 và dài 67. Vai 45, bụng 51 và dài 67 ạ. Một em polo màu đen, form size M các chú ơi. Chất của em này cũng sẽ là chất poly nhá. Rất là mềm mại và thông thoáng. Có thiết kế túi ngực đấy ạ. Em này thuộc form size M này. Phần cổ được phối cái viền màu đỏ. Còn toàn bộ áo sẽ là màu đen luôn ạ. Tay nó có bo tay. Rất là ngon lành luôn các chú nhá. Đấy, độ mới cao cực kỳ luôn. Mới trên 90% cho em ạ.
Em này thì siêu nhẹ nhàng và mát mẻ thông thoáng rồi các anh chú ạ. Nó sẽ có thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Một em tag mark của Nhật, form size M đây. Made in China và là hàng xuất Nhật nhé. Chất siêu nhẹ và mềm mại thông thoáng. Vai 45, bụng 51 và dài 67. Mã G21. Vai 45, bụng 47 và dài 71. Vai 45, bụng 47 và dài 71 ạ. Một em polo phối kẻ ô chám các chú nhé. Em này thì form dáng slim fit dành cho các chú mình phải cao trên 1m7 và nặng từ 60 đến 70 cân thì mặc vừa đẹp em này ạ. Có thiết kế túi ngực đây các chú ơi. Tay thì nó sẽ có viền bo tay. Tay thì nó sẽ thiết kế bo tay các chú nhé. Chất cực kỳ xịn sò luôn ạ. Chất 100% cốt tông, rất là mềm mại luôn. Một em tag mark của Nhật, 100% cốt tông đây các chú này. Cái màu sắc thì cũng rất là đẹp, rất là trẻ trung, tôn da. Chất cốt tông siêu siêu mềm mại luôn đấy, giá chỉ có 120 ngàn thôi. Chất của em này thì khá là dày dặn nhá, rất là suôn mượt và mịn màng. Vai 45, bụng 47 và dài 71 nhá. Lên mã G22. Vai 45, bụng 49 và dài 72 ạ. Vai 45, bụng 49 và dài 72. Và một em polo với tông màu ghi sáng các chú ạ. Và một em hiệu của nhà Giáp Lao Dần các chú này. Form size M nhá. 100% cốt tông. Có thiết kế túi ngực đấy ạ. Chất của nó sẽ là chất 100% cốt tông. Rất là mềm mại, đanh sợi vải cực kỳ. Tay nó có phối viền bo tay đấy các chú này. Độ mới cao nhá. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên, vạt sau sẽ trùng hơn vạt trước các anh chú ạ. Một em polo giáp nâu dần tác mác của Nhật, form size M các anh chú ơi. Cái tông màu cơ bản này rất là dễ mặc, phù hợp với nhiều lứa tuổi nhá. Vai 45, bụng 49 và dài 72. Em này thì dành cho chú mình vóc dáng body cao trên 1m7 ấy thì mới mặc vừa đẹp ạ. Chất của nó siêu đẹp luôn ạ. Chất cốt tông rất là mềm mại luôn nhá. Các chú mình ở trong Nam mình cũng có thể sử dụng làm em áo chống nắng. Cũng rất là ok này. Chất cực kỳ mềm mại. Mã G23. Vai 45, bụng 50 và dài 72. Vai 45, bụng 50 và dài 72 ạ. Một em polo màu đen các chú nhá. Nó có thiết kế túi ngực đấy. Phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu nhá. Em này phần cổ là cổ dệt len này, được phối cái viền màu sáng màu, rất là sang và lịch sự luôn các anh chú ạ, tạo nên điểm nhấn cho cái áo. Độ mới cao nhá, tay nó có phối viền bo tay này. Em này mới 95-97% cho em ạ. Chất của nó sẽ là chất dệt nhá các anh chú ơi. Rất là xịn sò luôn, cực kỳ mềm mại và đanh sợi vải. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên, vạt sau sẽ trùng hơn vạt trước một chút xíu ạ. Mặc em này thì rất là sang và lịch sự rồi ạ. Vai 45, bụng 50 và dài 72 nhá. Giá chỉ có 120 ngàn cho một em hàng hiệu. Vô cùng xịn sò luôn. Em lên mã G24. Vai 45, bụng 49 và dài 68. Vai 45, bụng 49 và dài 68 ạ. Một em polo màu xanh này. Có thiết kế túi ngực các anh chú nhá. Em này thuộc form size M các anh chú ơi. Chất của em này sẽ là chất cốt tông tổ ong. Khá là dày dặn nhá các chú nhá. Độ mới cao cho em. Em này cũng mới 95%. Tay nó có bò tay này các chú này, rất là ngon lành, cành đào luôn ạ. Form dáng slim fit dành cho chú mình từ 60 đến 70 cân thì mặc đẹp nhá. Nó không có xẻ vạt hai bên đâu các chú ạ. Mà phần dưới gấu nó sẽ là may cái kiểu bo gấu nhẹ như này. Màu này thì mặc lên rất là đẹp, tôn da và trẻ trung rồi các chú ơi. Độ mới cao nữa ạ. Chất thì khá là dày dặn nhá, phù hợp với chú mình mặc thời tiết thu đông. Vai 45, bụng 49 và dài 68 nhé. Em lên mã G25. Vai 47, bụng 53 và dài 70. Vai 47, bụng 53 và dài 70. Một em polo màu trắng tinh. Một em Michiko London này các chú này. Form size L nhé. Có thiết kế túi ngực. Phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu này. Cổ thì phối cái viền màu ghi và màu đen. Em này thì sẽ thiết kế khóa kéo nhé. Chất sẽ là chất cốt tông. Chất cốt tông tổ ong vô cùng mềm mại luôn ạ. Trắng tinh nguyên, độ mới cao. Tay nó có bo tay đây các chú này. Phần sườn cũng sẽ được thêu cái logo hiệu đấy ạ. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Một em tag mark của Nhật, form size L các chú ơi. Vai 47, bụng 53 và dài 70. Giá 120 ngàn. Một em polo trắng tinh nguyên.
mặc lên thì rất là tôn gia, rất là sang và lịch sự, trẻ trung rồi các chú nhá. Nó lên mã G26 ạ. Vai 46 bụng 51 và dài 71. Vai 46 bụng 51 và dài 71. Một em polo phối kẻ ngang với cái tông màu khá là nổi các chú ạ. Chất của em này cũng sẽ là chất cốt tông, rất là mềm mại, có độ co giãn nhẹ các chú nhá. Em này thuộc form size L, có túi ngực đấy ạ, phần túi sẽ được theo cái logo hiệu này. Tay thì cũng sẽ phối bo tay các chú ạ, rất là ngon lành luôn. Form dáng slim fit cũng dành cho các chú mình từ 60 đến 70 cân. Trên 1m7, cao trên 1m7 nhá thì mặc vừa đẹp em này. Cái tông màu rất là nổi, rất là đẹp và trẻ trung, dành cho các chú mình yêu thích cái gam sắc màu thì mình chọn em này nhá, đừng bỏ lỡ em này các chú ạ. Giá chỉ có 120.000 thôi. Chất siêu đẹp và xịn sò luôn ấy. Các chú mình cứ nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Vai 46, bụng 51 và dài 71 nhá. Em lên mã G27. Vai 48, bụng 53 và dài 74. Vai 48, bụng 53 và dài 74. Một em polo với tông màu xanh nhạt và được phối kẻ ô các chú nhá. Chất của em này thì sẽ là chất dệt ạ. Chất dệt rất là mềm mại và đanh sợi vải vô cùng. Có thiết kế túi ngực các chú ơi. Em này thuộc form size L nhá. Tay thì cũng sẽ có bo tay này. Chất rất là mềm mại, mặc thì cũng cực kỳ thông thoáng luôn ạ. Nó sẽ có xẻ vạt hai bên bằng nhau. Tác mác của Nhật, cúc phụ đi kèm đầy đủ. Tông màu sáng màu, mặc cũng rất là nổi và trẻ trung các chú nhá. Chất dệt siêu mềm mại, nhẹ nhàng luôn ạ. Độ mới 90% cho em nhé. Vai 48, bụng 53 và dài 74. Mã G28, vai 46, bụng 49 và dài 70 ạ. Vai 46, bụng 49 và dài 70. Một em polo phối kẻ ô nhé các chú nhé. Chất của nó cũng sẽ là chất dệt nhé. Có thiết kế túi ngực đấy ạ. Chất này thì rất là đanh sợi vải và mặc thông thoáng cực kỳ luôn. Tay nó cũng sẽ có viền bo tay này. Đó, độ mới cao cho em nhé. Mới 90-95% các anh chú ạ. Em này thì sẽ không thiết kế xẻ vạt. Một em tác mắc của Nhật đây. Vai 46, bụng 49 và dài 70. Giá 120.000 cho một em hàng hiệu của Nhật. Vô cùng đẹp và xịn sò luôn các anh chú ơi. Mình vừa form size này thì đừng bỏ lỡ nhé. Độ mới cao. Màu sắc thì cũng rất là đẹp, rất là tôn da và trẻ trung. Em lên mã G29. Vai 45, bụng 49 và dài 66. Vai 45, bụng 49 và dài 66. Một em polo màu đỏ đô các chú nhá. Form size M các chú ạ. Em này thì cũng sẽ có túi ngực này, phần túi sẽ được thêu cái logo hiệu nhá. Tay nó có viền bo tay, tay nó sẽ có bo tay nhá. Chất của nó thì cũng siêu đẹp, rất là mềm mại, nhẹ nhàng đấy các chú này. Đó, em zoom cận chất các chú mình có thể quan sát được đúng không ạ? Cái tông màu đỏ đô cũng rất là sang, rất là lịch sự và sang. Em này thì cũng không có xẻ vạt hai bên. Một em tác mác của Nhật, form size M đây các chú ơi. Chất siêu đẹp và nhẹ nhàng ấy, nó rất là suôn mượt và mềm mại nhá. Vai 45, bụng 49 và dài 66, giá 120.000. Màu sắc của nó rất là đẹp. Cho nên mã G30. Vai 42, bụng 50 và dài 66. Vai 42, bụng 50 và dài 66. Một em polo màu xanh than đấy chú ạ. Hiệu của nhà Michiko, London, này, form size M nhá. Phần cổ thì sẽ được phối cái vải sơ mi kẻ. Em này kiểu thiết kế hai cổ ấy các chú. Em này thiết kế hai cổ đấy ạ. Đó, cổ bên ngoài thì sẽ là kiểu cổ trụ. Em này thì sẽ thiết kế túi ngực nhá. Phần túi cũng sẽ có logo hiệu này. Chất cốt tông rất là mềm mại. Tay thì nó sẽ giống kiểu áo sơ mi ấy, có cúc cài đấy các chú ơi. Mặc em này thì cũng rất là sang và lịch sự đấy ạ. Nó sẽ có xẻ vạt hai bên bằng nhau này. Độ mới cao nhá. Tác mác của Nhật, form size M đấy ạ. Mặc em này thì quá là sang và lịch sự rồi ạ. Các chú mình mặc đi làm môi trường công sở này, rất là phù hợp và đẹp luôn ạ. Mặc với thời tiết thu đông trời lạnh thì mình khoác thêm ngoài một em áo da hoặc một em áo gió nhẹ, vô cùng đẹp. Vai 42, bụng 50 và dài 66 nhé. Giá 120.000, độ mới cao cho em ạ. Mọi người cứ yên tâm, nhận hàng kiểm tra hàng rồi thanh toán. Mã G31, vai 49, bụng 53 và dài 73. Vai 49, bụng 53 và dài 73.
Một em polo màu trắng, chất cốt tông rất là mềm mại các chú nhá. Cổ thì được phối cái màu ghi này, có thiết kế túi ngực đấy chú ạ. Tay của em này thì cũng sẽ có bo tay nhá. Tay có bo tay còn rất là ngon lành luôn ạ. Chất rất là mềm mại. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Tác mác của Nhật và cúc phụ đi kèm đầy đủ đây. Trắng tinh nguyên nhá, độ mới cao, chất rất là mềm mại luôn. Một em polo cái chú ạ, một em hiệu polo club form size L này. Vai 49, bụng 53 và dài 73 nhá. Em lên mã G32. Vai 47, bụng 54 và dài 72. Vai 47, bụng 54 và dài 72. Và một em polo cái tông màu mà vàng nhạt đấy. Màu màu như kiểu là không phải màu trắng tinh nhé chú nhá. Nó là màu trắng kem ấy nhé chú ạ. Form size L. Phần cổ thì sẽ là cổ dệt len và được phối như cái kẽ sọc này. Có thiết kế túi ngực nhé, phần túi cũng sẽ có thêu logo hiệu. Tay nó có sẽ bo tay đấy các chú ơi. Chất cốt tông siêu mềm mại rồi ạ. Em này thì form size khá là to nhé, dành cho các chú mình từ 65 đến 75 cân. Một em tác mác của Nhật cúc phụ đi kèm đầy đủ. Độ mới cao cho em nhé, mới 90-95%. Mà cái tông màu này lên thì cũng rất là sang và lịch sự này. Vai 47, bụng 54 và dài 72 nhé. Em lên mã G33. Vai 47, bụng 53 và dài 75. Vai 47, bụng 53 và dài 75 ạ. Một em polo phối kẽ sọc với cái tông màu trầm màu ấy chú nhá. Nó được phối khá là nhiều sắc màu đấy ạ. Nhưng mà nó là cái tông màu trầm màu ấy, nó không quá rực rỡ. Có thiết kế túi ngực, phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu nhá. Em này thuộc dòng gốp đấy các chú ơi. Chất của nó sẽ là 100% cốt tông, vô cùng mềm mại luôn ạ. Tay thì sẽ có bo tay đây ạ. Em này thì không có xẻ vạt hai bên. Chất cốt tông rất là mềm mại rồi ạ. Form size khá là to đấy. Form size này thì phải dành cho chú mình trên 70 cân nhá. 70 đến 80 cân. Vai 47, bụng 53 và dài 75. Giá 120 ngàn. Tông màu của nó cũng rất là sang và lịch sự. Em lên mã G34. Vai 47, bụng 53 và dài 66. Vai 47, bụng 53 và dài 66 nhá. Một em polo với cái tông màu vàng nhạt, nó pha chút màu xanh nữa các chú nhá. Chất của nó sẽ là 100% cotton tông, rất là đẹp luôn. Có thiết kế túi ngực này, form size M các chú ạ. Phần cổ là cổ dệt len và được phối cái sắc màu vô cùng đẹp, tạo lên điểm nhấn cho cái áo rất là sang. Tay nó có viền bo tay này, còn ngon lành cực kỳ. Em này độ mới cao nhá, chất nhẹ nhàng mỏng mát, nó có xẻ vạt hai bên và sau trùng hơn vạt trước 2 cm. Một em tác mác của Nhật cúc phụ đi kèm đây. Mọi người quan sát cái em này mặc lên thì quá là đẹp và sang rồi các chú ạ. Độ mới cao nữa nhá, chất thì siêu đẹp và mềm mại luôn. Giá chỉ có 120 ngàn thôi ạ. Vai 47, bụng 53 và dài 66. Lên mã G35. Vai 49, bụng 53 và dài 66. Vai 49, bụng 53 và dài 66. Một em polo màu trắng và được phối kệ ngang nhé. Chất của em này thì sẽ là chất cốt tông tổ ong, cũng rất là mềm mại, có thiết kế túi ngực đấy ạ. Em này hiệu của nhà Valentino các chú nhé. Và form size L. Tay của nó cũng sẽ phối bo tay này các chú này. Và có xẻ vạt hai bên, có xẻ vạt hai bên bằng nhau nhé. Chất cốt tông tổ ong, cái tông màu này thì rất là đẹp và trẻ trung đấy ạ. Chất của em này thì khá là dày dặn đấy chú ơi, nhưng mà nó rất là mềm mại ạ. Vai 49, bụng 53 và dài 66. Cho nên mã G36. Vai 47, bụng 52 và dài 68. Vai 47, bụng 52 và dài 68 ạ. Một em polo chất, nó sẽ là chất len dệt nhé các chú nhé. Chất len dệt ạ. Có thiết kế túi ngực đấy ạ. Phần túi sẽ được thêu cái logo hiệu nhé. Form size L các chú ơi. Tay nó sẽ có bo tay này. Chất của em này thì khá là dày dặn nhé, nhưng nó rất là mềm mại luôn ấy. Nó rất là mềm mại luôn. Cái tông màu cũng rất là lịch sự này. Tông màu rất là lịch sự, phù hợp với chú mình từ 45 tuổi trở lên ấy. Mặc cái tông màu này rất là phù hợp luôn ạ.
Em này thì sẽ không có xẻ vạt hai bên. Tác mác của Nhật, form size L các chú ơi. Vai 47, bụng 52 và dài 68 nhé. Giá 120 ngàn. Em lên mã G37. Vai 41, bụng 48 và dài 63. Vai 41, bụng 48 và dài 63. Một em polo màu ghi và được phối kẻ ô. Kẻ ô cái màu ghi đậm và màu xanh lá nhá. Rất là đẹp luôn ạ. À, em này thuộc form size M, hiệu của nhà Michiko London này. Có thiết kế túi ngực đấy chú nhá. Độ mới cao. Chất của em này sẽ là chất cốt tông tổ ong. Chất này thì lại khá là dày dặn ạ. Khá là dày dặn. Tay thì có bo tay đấy các chú này. Ủa nó bị dính cái gì đây. Đây, tay nó còn bo tay. Độ mới cao cho em nhé, mới trên 90%. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau này. Vai 41, bụng 48 và dài 63. Chất khá là dày dặn, phù hợp với chú mình mặc thời tiết thu đông. Quá là ok luôn ạ. Tông màu cũng rất là đẹp đúng không ạ? Mã G38, vai 47, bụng 53 và dài 64. Vai 47, bụng 53 và dài 64. Một em polo với tông màu ghi xám lông chuột các anh chú ạ. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong khá là dày dặn nhé. Nó có túi ngực đấy ạ. Phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu này. Cổ sẽ là cổ dệt len, được phối cái màu ghi đậm, ghi sáng. Rất là đẹp luôn, tạo nên điểm nhấn cho cái áo á. Mặc em này thì tôn da cực kỳ. Tay nó có bo tay các anh chú nhé. Độ mới trên 90% cho em ạ. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Chất của em này thì sẽ là khá là dày dặn các chú nhé. Phù hợp với chú mình mặc ở thời tiết thu đông. Vai 47, bụng 53 và dài 64. Dành cho chú mình từ 50 đến 60 cân thì mặc đẹp ạ. Em lên mã G39. Vai 48, bụng 54 và dài 66. Vai 48, bụng 54 và dài 66. Một em màu ghi sáng ngay chú ạ. Thân trước của em này thì sẽ được phối kẻ ô nhé. Có thiết kế túi ngực đấy ạ. Form size L nhé. Còn thân sau thì chỉ là một màu ghi thôi các chú ạ. Chất của nó sẽ là chất cốt tông rất là mềm mại luôn. Tay nó có bo tay này các chú này. Tông màu này thì cũng rất là dễ mặc, rất là trẻ trung rồi ạ. Vạt nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên và sau trùng hơn vật trước một chút xíu thôi. Một em tắc mắc của Nhật. Chất cốt tông rất là mềm mại luôn nhé. Vai 48, bụng 54 và dài 66. Giá 120 ngàn. Em này thì dành cho chú mình từ 55 đến 65 cân thì mặc đẹp. Mã G40 ạ. Vai 48, bụng 53 và dài 67. Vai 48, bụng 53 và dài 67 ạ. Một em polo màu ghi và được phối kẻ này cái chú này. Có túi ngực nhá. Em này thuộc form size L các chú ơi. Chất của nó sẽ là chất cốt tông, rất là mềm mại, nhẹ nhàng. Tay nó có bo tay nhá. Độ mới cao, mới trên 90% ạ. Nó không thiết kế xẻ vạt đâu ạ, không thiết kế xẻ vạt. Tông màu của nó rất là đẹp đấy các chú ơi, rất là đẹp và trẻ trung luôn ạ. Độ mới 90-95% cho em nhé. Chất siêu đẹp luôn, chất rất là đanh sợi vải và mềm mại vô cùng. Vai 48, bụng 53 và dài 67 ạ. Lên mã G41. Vai 45, bụng 51 và dài 70. Vai 45, bụng 51 và dài 70. Và một em polo phối kẻ ngang ấy chú nhá. Cái tông màu này thì phù hợp với chú mình trung tuổi từ 45 tuổi trở lên đấy. Mặc rất là phù hợp luôn ạ. Có túi ngực ấy chú ạ. Form size L nhá. Hiệu của nhà Valentino. Tay nó sẽ có bo tay này các chú này. Chất rất là nhẹ nhàng, mềm mại nhá. Chất em này thì là chất mỏng nhẹ. Một em tắc mắc của Nhật. Tông màu rất là nhã nhặn đúng không ạ? Vai 45, bụng 51 và dài 70. Dành cho các chú mình từ 60 đến 70 cân thì mặc đẹp. Nhớ lên mã G42 ạ. Vai 47, bụng 49 và dài 66. Vai 47, bụng 49 và dài 66. Và một em polo chất cốt tông tổ ong rất là đanh sợi vải mềm mại vô cùng nhá. Em này thuộc form size M này, có thiết kế túi ngực ạ. Cái tông màu này thì rất là khỏe khoắn và tôn da nhá. Chất cốt tông tổ ong rất là đanh sợi vải và mềm mại lắm các chú ơi. Tay nó có bo tay đấy các chú ạ. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai. À không có xẻ vạt hai bên đâu các chú ơi. Chất 100% cốt tông.
quốc phụ đi kèm đầy đủ nhé. Tác mác quận Nhật. Vai 47, bụng 49 và dài 66. Dành cho các chú mình vóc dáng body cao trên 1m7, nặng từ 60 đến 70 cân thì mặc vừa đẹp em này nhé. Rất trợ sợi vải rất là đanh, màu sắc cũng vô cùng đẹp, trẻ trung và khỏe khoắn. Em lên mã G43. Vai 49, bụng 54 và dài 68 ạ. Vai 49, bụng 54 và dài 68. Một em polo màu trắng, chất cốt tông mềm mại nhé các chú nhé. Tác mác được may ở phần cổ này, thương hiệu của Mỹ, thuộc dòng Gốp đây các chú ơi. Có thiết kế túi ngực nhé. Thân trước của em này thì sẽ được phối kẽ ngang này, vì nó có sẽ có những cái đường may vắt sổ trang trí rất là đẹp luôn. Chất của nó thì siêu nhẹ nhàng, mềm mượt các chú ạ. Tay của nó sẽ có bo tay này, rất là ngon lành luôn ạ, không hề bị chảy xước, bị sùi gì đâu. Màu trắng tinh nguyên nhé, chất siêu mềm mại, rất là mềm mại và suôn mượt, độ mới cao nhé, mới 90-95%. Tác mác của Nhật. Vai 49, bụng 54 và dài 68 ạ. Dành cho chú mình 60 đến 70 cân thì mặc đẹp ạ. Em lên mã G44. Vai 45, bụng 49 và dài 70. Vai 45, bụng 49 và dài 70. Một em polo màu đen. Chất của nó cũng sẽ là chất cốt tông nhẹ nhàng, mỏng mát, form size L các chú ơi. Phần cổ thì sẽ được phối cái ba cái đường may chỉ sắc màu này. Đó, tạo nên điểm nhấn cho cái áo vô cùng sang và lịch sự đúng không ạ? Có thiết kế túi ngực đây các chú nhé. Chất cốt tông mềm mại, mỏng mát. Phần tay của nó thì sẽ được tay giống kiểu sơ mi ấy, có cúc cài đây các chú ạ. Chất là chất cốt tông siêu nhẹ nhàng, mỏng mát rồi ạ. Độ mới 90-95% cho em nhé. Mặc em này thì quá là sang và lịch sự rồi các chú ạ. Độ mới cao, chất siêu mềm mại. Một em tác mác của Nhật. Vai 45, bụng 49 và dài 70 nhé. Dành cho chú mình từ 60 đến 70 cân thì mặc đẹp ạ. Quá là đẹp và sang khi mặc em này rồi các chú ạ. Em lên mã G45. Vai 51, bụng 54 và dài 75. Vai 51, bụng 54 và dài 75 ạ. Một em polo với tông màu vàng nhạt và được phối kẽ sọc màu đen ấy. Có logo được thêu ở trước ngực nhé. Phần cổ form size L này. Phần cổ cũng sẽ phối cái đường lai màu đen và cũng được dập cái logo hiệu ạ. Chất của em này sẽ là chất cốt tông, rất là mềm mại luôn ạ. Tay nó có bo tay nhá. Phần cánh tay cũng sẽ được theo cái logo hiệu. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên và sau sẽ trùng hơn vạt trước anh chú ạ. Chất siêu đẹp và xịn sò, độ mới cao nhá. Nó phối kẽ sọc này, các chú mình mặc lên thì cũng vô cùng sang và lịch sự luôn các chú ạ. Nó còn trẻ trung nữa ấy. Những em kẻ sọc này thì mặc nên rất là sang rồi ạ. Vai 51, bụng 54 và dài 75 nhé. Dành cho chú mình phải 70 cân, trên 70 cân ấy, thì mới mặc vừa đẹp em này. Phối với lại quần jean hoặc là quần tây, quá là sang và lịch sự rồi ạ. Giá chỉ có 120.000, độ mới cao cho em nhé. Em lên mã G46. Vai 50, bụng 57 và dài 72. Vai 50, bụng 57 và dài 72. Một em polo màu đỏ, hiệu của nhà Dunlop với chú này. Thân trước nó sẽ được phối kẽ sọc với cái màu ghi đen và đỏ nhé. Có thiết kế túi ngực, logo được thêu ở phần túi. Còn thân sau của em này chỉ là màu đỏ thôi các chú ạ. Chất 100% cốt tông, rất là mềm mại luôn ạ. Một thương hiệu rất là nổi tiếng và quen thuộc này. Tay của nó thì sẽ phối bo tay, độ mới trên 90% nhé. Form size to cũng dành cho chú mình trên 70 cân thì mặc vừa đẹp em này ạ. Mặc em này thì cũng rất là sang đấy ạ. Tông màu nổi. Vai 50, bụng 57 và dài 72. Em lên mã G47 ạ. Vai 49, bụng 53 và dài 70. Vai 49, bụng 53 và dài 70. Một em polo màu trắng nhá. Chất của em này xịn sò cực kỳ luôn. Nó có logo hiệu được thêu này. Ở thân giữa thì nó sẽ phối cái đường lai màu đen và có cái đường chỉ may rích rắc trang trí này đây ạ. Rất là sang và lịch sự này các chú ơi. Đây mọi người quan sát toàn bộ dáng áo nhé. Tay của nó sẽ có viền bo tay. Chất của em này khá là dày dặn nhưng mà chất rất là suôn mượt. Rất là suôn mượt, mềm mại. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên và sau sẽ trùng hơn vạt trước ạ.
Một em tắc mắc của Nhật. Cúc phụ đi kèm đầy đủ các chú nhé. Vai 49, bụng 53 và dài 70. Em này cũng thuộc form size to. 47. Em lên mã G 48, một em áo cổ tròn, một em puma các chú ạ. Vai 44 đến 46, bụng 49 và dài 70. Một em puma chất thun lạnh nhá. Chất thun lạnh mềm mỏng mát, có độ co giãn siêu nhiều này. Logo puma được dập ở trước ngực đấy các chú ạ. Phần cổ cũng sẽ được dập cái logo hiệu, form size M nhá. Chất siêu nhẹ nhàng, dưới tay nó không có bó tay, tay nó sẽ là tay suông. Nó được phối màu đen, ở thân sau của nó thì sẽ được phối cái màu đen và màu màu xanh ghi này các chú này. Chất siêu đẹp, rất là suôn mượt và mát mẻ luôn ạ. Vai 44, bụng 46 và dài 7. Vai 44 đến 46 ạ, bụng 49 và dài 70. Lên mã G 49. Vai 45, bụng 51 và dài 71. Vai 45, bụng 51 và dài 71. Một em polo màu xanh nhạt và được phối kẽ ô nhé. Chất của em này cũng sẽ là chất cốt tông, rất là mềm mại. Có túi ngực đấy ạ. Một em hiệu của nhà Wesu Cúc, form size M nhé. Có logo chú gà được thêu ở trước ngực. Tay của nó cũng sẽ là có bo tay này. Chất rất là mềm mại, nhẹ nhàng, mỏng mát nhé. Độ mới cao, mới trên 90%. Tông màu này thì mặc lên cũng rất là sáng da, tôn da và trẻ trung rồi ạ. Phù hợp với chú mình ở trung tuổi ấy. Tắc mắc của Nhật đây ạ. Vai 45, bụng 51 và dài 71 nhá. Giá 120 ngàn. Quá là rẻ và đẹp luôn ạ. Chất siêu đẹp, mềm mại rồi. Em lên mã G 50. Vai 46, bụng 50 và dài 67. Vai 46, bụng 50 và dài 67. Một em polo màu xanh, chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong, khá là dày dặn đấy chú ạ. Có túi ngực đấy ạ. Em này thuộc form size M nhá. Tay nó có bo tay. Độ mới cao nhá. Chất này thì khá là dày dặn, phù hợp với chú mình mặc ở thời tiết thu đông. Màu sắc quá là đẹp và trẻ trung rồi các chú này. Vai 46, bụng 50 và dài 67 nhá. Độ mới cao, chất dày dặn, xịn sò. Giá chỉ có 120 ngàn. Em lên mã G 51 này. Vai 51, bụng 54 và dài 68. Vai 51, bụng 54 và dài 68. Một em polo màu ghi các chú ơi. Chất cốt tông tổ ong, rất là mềm mại. Form size M các chú ạ. Em này có túi ngực, phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu nhé. Phần túi và phần cúc để được phối cái vải sơ mi kẻ caro này. Tông màu cơ bản rất là dễ mặc. Tay của nó thì sẽ có bo tay nhé. Độ mới cũng cao các chú ạ. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên. Tông màu cơ bản rất là dễ mặc, dễ phối đồ và phù hợp với nhiều lứa tuổi rồi các chú ạ. Vai 51, bụng 54 và dài 68 nhé. Dành cho chú mình phải 70 cân trở lên ấy, mới mặc vừa đẹp. Mã G 52. Vai 42, bụng 46 và dài 68. Vai 42, bụng 46 và dài 68. Một em polo màu đen. Chất sẽ là chất cốt tông tổ ong các chú ơi. Form size L nhé. Nó sẽ có logo thêu ở trước ngực đấy ạ. Em này dành cho chúng mình từ 55 đến 65 cân. Vóc dáng body thì mặc quá là đẹp luôn ạ. Độ mới cao lắm, mới 95-97% cho em ấy. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên. Make in Việt Nam và là hàng xuất Nhật. Mặc em này thì rất là sang và lịch sự ấy. Tay nó có bo tay còn rất là ngon lành luôn các chú này. Vai 42, bụng 46 và dài 68 nhé. Để chú mình từ 55 đến 65 cân thì mặc đẹp. Độ mới cao. Kiểu dáng nó thiết kế đơn giản thôi ạ. Nó chỉ có cái logo được thêu ở trước ngực thôi nhưng form dáng của nó rất là đẹp đấy. Cái chú mình mặc lên cực kỳ đẹp và sang luôn rồi ạ. Lên mã G 53. Vai 41, bụng 43 và dài 70. Vai 41, bụng 43 và dài 70. Một em polo màu xanh là màu chủ đạo được phối kẽ ngang này. Cái tông màu rất là đẹp, rất là mát mắt và trẻ trung. Có thiết kế túi ngực đấy chú nhá. Form size M ạ, made in Korea. Chất sẽ là chất 100% cốt tông giấy ấy, siêu nhẹ nhàng và mát rồi. Tay nó có bo tay này, độ mới cao nhá. Nó không có xẻ vạt hai bên đúng không chú ạ. Form dáng slim fit, dành cho chú mình cao trên 1m7 và nặng từ 60 đến 70 cân. Thì mặc vừa đẹp em này, màu sắc của nó rất là đẹp đúng không ạ. Rất là đẹp, mát mắt và trẻ trung.
Mã G 45, vai 51, bụng 55 và dài 70. Vai 51, bụng 55 và dài 70. Một em polo với tông màu 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 xanh đen đấy chú ạ. Màu ghi đen ấy, màu ghi đậm. Hiệu của nhà Best này, form size L, có thiết kế túi ngực anh chú nhé. Chất của nó sẽ là chất poly, rất là mềm mại, thông thoáng, nhẹ nhàng. Tay của nó có bo tay đây ạ. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau nhé. Một em tắc mắc của Nhật. Chất này mặc lên thì cũng cực kỳ dễ chịu, thoải mái, suôn mượt và mềm mại rồi chú ạ. Vai 51, bụng 55 và dài 70. Dành cho các chú mình cũng phải 70 cân. Trên 70 cân thì mặc đẹp nhá. Tông màu của nó rất là nhã nhặn, lại phù hợp với chú mình trung tuổi, mặc rất là phù hợp, ok. Nên mã G55, mã cuối cùng rồi ạ. Vai 48, bụng 57 và dài 75. Vai 48, bụng 57 và dài 75. Và một em polo màu xanh lục. Chất của nó sẽ là 100% cotton nhá. Thân trước thì được phối kẻ ô này, có túi ngực nhá. Chất siêu xịn sò, cực kỳ mềm mại luôn các chú ạ. Còn thân sau chỉ là màu xanh thôi ạ. Tay của nó sẽ có bo tay nhá. Tay có bo tay, độ mới cao nhá, rất là ngon lành luôn. Em này cũng thuộc form size to dành cho chú mình trên 70 cân thì mặc đẹp ạ. Tông màu vô cùng nhã nhặn, phù hợp với anh chú mình trung tuổi rồi ạ. Vai 48, bụng 57 và dài 75 nhá. Giá 120 ngàn là mã cuối của em ngày hôm nay rồi ạ. Như vậy là hôm nay em có lên tổng là hơn 50 mã áo polo dài tay, toàn bộ là hiệu của Nhật các anh chú ạ. Người theo dõi video có yêu thích sản phẩm nào hãy nhanh tay liên hệ cho bên em vào số hotline trên màn hình. Em được tư vấn và gửi đơn đi cho mọi người ạ. Tất cả các đơn hàng của em ngày hôm nay là bán đồng giá 120.000 nhá. Người mua từ hai sản phẩm thì em sẽ miễn phí ship giao hàng ạ. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em ạ. Em kính chúc mọi người có buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.